Đây này. Thêm mới một message. Thêm mới một message. À, hiển thị gì tiết tiết ở đây nè. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học học Angular trên trang chủ bài số 10. Một bài này thì chúng ta sẽ thêm mới phần message. Hiểu đơn giản thì đây là phần thông báo ấy. Khi bạn thêm sửa xóa thành công thì sẽ hiển thị thông báo lên. Ở bài trước thì những bài trước thì chúng ta gần như đang không thay đổi gì về phần giao diện. Thì phần này chúng ta sẽ có thay đổi về phần giao diện, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Được rồi, không để cho các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng vào luôn bài học nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm mới một component message là copy lệnh. Truy cập vào thư mục chứa project chúng ta, paste lệnh và enter. Máy sẽ tạo ra cho chúng ta component service, một folder gồm 4 file như thế này. Như vậy là đã thành công. Vô cùng đơn giản, chúng ta sẽ đến bước tiếp theo. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ thay đổi giao diện ở app.component.html. Chúng ta sẽ gọi thêm app message nữa. Sẽ copy cả đống code của file này và paste lại vào trong. Chúng ta sẽ truy cập vào source app.component.html. Chúng ta sẽ Ctrl A. Delete và paste lại. Ok, như vậy là chúng ta đã hiển thị ra được component message. Chúng ta sẽ cùng vào trang chủ và kiểm tra. Đây các bạn thấy là đã hiển thị component message với dòng mặc định là message work. Message work này chính là cái phần ở message.component.html. Chúng ta sẽ cùng xem. Đây, phần này đây. Ok. So far so good. Đến giờ thì vẫn ok. Không có gì lỗi lầm gì. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo service Messenger. Chúng ta lại copy tiếp câu lệnh và truy cập vào thư mục. Xin lỗi các bạn, hình như tôi chưa copy được, tôi sẽ copy lại. Truy cập vào đây. Hình như không được, tôi sẽ gõ lại NG G S Message. Và đây là câu lệnh viết tắt của câu lệnh trên. Những S thay cho C là service đây các bạn ạ. Như vậy là chúng ta đã tạo thành công service. Chúng ta tiếp tục chỉnh sửa service như sau. Chúng ta sẽ khai báo một mảng string tên là message và thêm hai hàm là add message và clear message. Chúng ta sẽ copy và truy cập đến source app message.service.ts. App này, message.service.ts đây. Chúng ta sẽ paste code mới vào đây. Ok, không có gì khó khăn cả. Đến bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiêm vào trong hero service. Copy lại mà import này, truy cập đến hero.service.ts. Chúng ta sẽ gọi service message từ service hero. Hello.service.ts đây. Nó sẽ import thư viện mới vào. Tiếp đến thì ở trong constructor của service này, chúng ta sẽ thêm mới một tham số private message service là đối tượng service chúng ta vừa import vào đây. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ gửi message từ hero service này. Chúng ta sẽ truy cập vào hero.service.ts là file chúng ta đang mở đây. Chúng ta sẽ thay đổi một chút hàm get hero. Chúng ta sẽ add thêm một message vào đây. Sau này khi chúng ta get hero ra thì nó sẽ thêm mới một message như thế này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ biểu diễn message từ hero service. Nên chúng ta sẽ truy cập vào message.component.ts.
message.component.ts đây. Chúng ta sẽ import service message vào đây. Thì bên trong constructor thì chúng ta cũng khởi tạo một biến kiểu public message service. Cuối cùng chúng ta sẽ binding dữ liệu từ hello service lên HTML. Chúng ta sẽ truy cập vào message.component.html, copy code và paste trong code mới vào đây. Ok, tới đến giờ thì cũng chưa có lỗi lầm gì. Đây, chúng ta đã hiển thị được message thành công đây này. Clear. Xóa luôn service của chúng ta. Này. Và có thấy là hàm clear của chúng ta sẽ cho mảng của chúng ta về trắng này. Và khi chúng ta load lại dữ liệu thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta. Đây, khi chúng ta get dữ liệu thì chúng ta sẽ có một dòng như thế này. Fetch hero đã lấy thành công ra danh sách hero này. Rồi, tiếp đến. Chúng ta sẽ đoạn này là chúng ta thêm rồi đúng không các bạn? Đây, đoạn này chúng ta thêm rồi. Chúng ta sẽ add message to hero service. Chúng ta sẽ truy cập vào lại hero.service.ts phải không? hero.conlon.ts. Chúng ta sẽ copy vào thôi. Ở đây thay đổi quá nhiều. Bạn thấy là trong code này cũng đã bỏ đi cái phần hero cũ của chúng ta. Chúng ta lấy thẳng từ file này. Chúng ta đã thông qua service rồi, chúng ta cũng sẽ bỏ đi. Rồi, tiếp đến là phần khai báo một hero này, chúng ta cũng không dùng này. Và constructor của chúng ta thì sẽ thêm một tham số mới là message service private. À, dưới này thì khi chúng ta nhấn vào hero thì cũng thêm một message mới là đã chọn hero này. Thế rồi, tôi sẽ copy cả đoạn code này và paste lại vào đây. Ok. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần code của bài thêm mới thông báo. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Xóa message đã xóa thành công. Khi chọn này. Đấy, khi chọn thì cũng thêm một message mới vào đây. Khi load. Chúng ta cũng thêm một message mới là đã lấy hero thành công này. Thêm này. Thêm mới một message. Thêm mới một message. Và hiển thị gì tiết ở đây nè. Và khi chúng ta clear đi thì cũng xóa hết message thôi. Nhưng mà bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học học Angular trên trang chủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.